Trường Giang cùng dàn sao Việt quẩy tưng bừng trong tiệc sinh nhật Thúy Nga. Khá đông đồng nghiệp đều là những nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí đã đến chúc mừng Thúy Nga bước sang tuổi mới. Vào tối ngày 6 tháng 8, nữ nghệ sĩ hài Thúy Nga đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật khá ấm cúng cùng bạn bè và người thân. Kết thúc ngày vui này, cô tâm sự: "Tối nay Thúy Nga rất vui và hạnh phúc, mặc dù trời mưa gió ngập tràn khắp nơi mà tất cả anh em bạn bè, các fan và các anh chị bạn bè đồng nghiệp đã đến dự buổi tiệc sinh nhật có mặt rất đông vui quá à. Chỉ có 3 ngày mới quyết định tổ chức sinh nhật mà lại có một buổi tiệc vui thật ý nghĩa ấm áp, mà lại vui hơn cả suy nghĩ. Thúy Nga thực sự xúc động và không biết nói gì, chỉ biết nói vài câu: thực sự cảm ơn những tấm lòng của tất cả những người vẫn đang yêu thương Nga, xin cảm ơn tất cả." Nữ diễn viên còn trang trí background khá ấn tượng với bức ảnh của mình ngày bé và hiện tại. Ở độ tuổi ngoài 40, Thúy Nga vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và tinh thần luôn vui vẻ yêu đời. Trong dịp hè, con gái Nguyệt Cát cũng về Việt Nam chơi cùng mẹ. Cô bé rất thích không khí tại quê nhà. Thời gian này, Trường Giang xuất hiện trên khắp các mặt báo xoay quanh chuyện tình cảm. Dẫu vậy, anh vẫn vui vẻ đến chúc mừng đồng nghiệp và đảm bảo lịch trình công việc. Là chị em thân thiết với nhau, Lê Giang không thể vắng bóng trong ngày vui này của Thúy Nga. Cô nhiệt tình hát hò, quẩy tung trên sân khấu. MC Thanh Bạch luôn khiến không khí các buổi tiệc luôn sôi động hơn bao giờ hết. MC Đại Nghĩa cũng góp mặt trong buổi tiệc vui này. Rất nhiều anh em thân thiết trong lĩnh vực hài kịch đã đến cùng Thúy Nga. Điều này đã khiến cô không giấu được sự xúc động.